Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trong video hôm nay, em xin phép cập nhật cho anh em những chương trình bán hàng của Hyundai Santa Fe tại thời điểm cuối tháng 7 này Đây là thời điểm để anh em mua xe chạy ngầu Và giá bán của Hyundai Santa Fe tại thời điểm này cũng đã bắt đầu hạ nhiệt nhưng vẫn còn kênh giá Anh em lưu ý cho em Hyundai Santa Fe hiện tại được phân phối với 4 phiên bản cho hai loại động cơ Động cơ xăng thì có Santa Fe máy xăng bản cao cấp và Santa Fe máy xăng bản tiêu chuẩn động cơ dầu thì có Hyundai Santa Fe máy dầu cao cấp và Hyundai Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn và cụ thể chương trình bán hàng của bốn phiên bản Hyundai Santa Fe tại thời điểm cuối tháng 7 này như thế nào mời anh em cùng xem chi tiết video Mời anh em cùng đến với phiên bản đầu tiên đó là Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp. Giá niêm yết của nhà máy là 1 tỷ 340 triệu. Tại thời điểm đầu tháng 7 giá xe kênh khoảng 100 triệu. Thì tại thời điểm này cụ thể giá bán là 1 tỷ 385 triệu. Như vậy là chỉ còn kênh khoảng 45 50 triệu thôi. Anh em lưu ý cho em. Về chương trình khuyến mại tặng kèm anh em những phụ kiện sau. Thứ nhất đó là giá phim cách nhiệt. Thứ hai đó là bọc vô năng bằng da. Thứ ba đó là một bộ thảm để chân. Thứ tư đó là một nọ nước hoa. Thứ 5 đó là một chiếc thẻ dịch vụ bảo dưỡng và thứ 6 đó là một chiếc camera hành trình với giá bán là 1 tỷ 385 triệu. Em cũng xin phép là tính cái chi phí lan bánh ra biển để anh em cân đối tài chính. Cụ thể anh em ở Hà Nội thì chi phí lan bánh sẽ là 1 tỷ 568 triệu, anh em ở Sài Gòn sẽ là 1 tỷ 541 triệu, anh em ở các tỉnh áp thế trước bạ 12% sẽ là 1 tỷ 549 triệu và anh em ở các tỉnh áp thế trước bạ 10% sẽ là 1 tỷ 522 triệu. Chi phí lăn bánh ra biển em tính cho anh em đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng, cụ thể đó là lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, lệ phí bảo hiểm rất sự bắt buộc, lệ phí bảo trì đường bộ một năm, phí đăng kiểm, chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những phụ phí khác anh em lưu ý cho em. Những phụ phí ở đây nó gồm có tiền chi phí đăng ký, cả số ép biển hay là công dịch vụ, nhân viên đi làm thủ tục cho anh em. Những cái khoản đó thì anh em chủ động liên hệ trực tiếp với em tùy thuộc vào vị trí địa lý của từng anh em em sẽ kê những cái chi phí đó nó phù hợp anh em cảm thấy nó hợp lý thì mua xe ủng hộ em đối với những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp này tại thời điểm này và áp dụng tại đại lý bên em anh em được vay ngân hàng tối đa là 1 tỷ 177 triệu tương đương với 85% giá trị xe thời gian vay tối đa là 8 năm tối thiểu là 3 năm với gói vay 8 năm thì gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán cho em cụ thể như sau tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán được khoảng 20,5 triệu trong đó gốc chỉ được cho hàng tháng trong 8 năm là 12,2 triệu lãi tháng đầu tiên là 8,2 triệu dư đã sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo anh em có quyền vay ngân hàng theo số tiền cũng như là thời gian vay theo nhu cầu của mình không bắt buộc anh em là phải vay tối đa đâu ạ với gói vay tối đa như em chia sẻ trong video thì chi phí và ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau trường hợp anh em ở hà nội anh em cần chuẩn bị là 391 triệu anh em ở sài gòn sẽ là 364 triệu anh em ở các tỉnh áp thì trước bạ 12% sẽ là 371 triệu và anh em ở các tỉnh áp thì trước bạ 10% sẽ là 345 triệu vì anh em mua trả góp bắt buộc anh em sẽ phải mua bảo hiểm thân vỏ cụ thể bảo hiểm thân vỏ của chiếc Santa Fe máy dầu bản cao cấp năm đầu tiên trị giá là 16,6 triệu mời anh em cùng đến với bản thứ hai đây là bản Hyundai Santa Fe máy xăng bản cao cấp giá niêm yết của nhà máy là 1 tỷ 240 triệu và giá bán tại thời điểm cuối tháng 7 này cho anh em chạy ngô giá bán bây giờ vẫn còn kênh cụ thể giá bán bây giờ là 1 tỷ 295 triệu nhưng so với thời điểm đầu tháng 7 giá xe đang kênh ít về chương trình khuyến mại anh em cũng được tặng kèm những phụ kiện em có chia sẻ trên màn hình anh em tiện theo dõi với giá bán mới là 1 tỷ 295 triệu thì chi phí lan bánh tại các địa phương em đã tính cho anh em cụ thể như sau anh em ở Hà Nội thì sẽ là 1 tỷ 459 triệu anh em ở Sài Gòn sẽ là 1 tỷ 435 triệu anh em ở các tỉnh áp thuế chúc bạ 12% sẽ là 1 tỷ 439 triệu và anh em ở các tỉnh áp thì trước bạn 10% sẽ là 1 tỷ 411 triệu chi phí lan bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng em có liệt kê lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Hyundai Santa Fe máy xăng bản cao cấp này tại thời điểm này anh em được vay ngân hàng tối đa là 1 tỷ 100 triệu thời gian vay tối đa 8 năm tối thiểu 3 năm với gói vay 8 năm thì gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán cho em cụ thể như sau Tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán được khoảng 19,1 triệu Trong đó gốc chỉ đều cho hàng tháng trong 8 năm là 11,4 triệu Lãi suất tháng đầu tiên là 7,7 triệu Dư nợ sẽ nằm dần trong những tháng tiếp theo Với gói vay tối đa này, chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau Trường hợp anh em ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 358 triệu Anh em ở Sài Gòn anh em cần chuẩn bị là 335 triệu Anh em ở các tỉnh áp thế trước bạn 12% anh em cần chuẩn bị là 339 triệu và anh em ở các tỉnh áp thì trước bạn 10% anh em cần chuẩn bị là 315 triệu bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ cụ thể bảo thân vỏ của Hyundai Santa Fe máy xăng bản cao cấp năm đầu tiên trị giá là 15,5 triệu tiếp theo mời anh em cùng đến với bản thứ ba đó là Hyundai Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn giá bán cho anh em tại thời điểm cuối tháng 7 này là 1 tỷ 130 triệu về chương trình khuyến mại anh em cũng được tặng kèm những phụ kiện em có chia sẻ trên màn hình nhé với cái giá bán là 1 tỷ 130 triệu thì chi phí ra biển loan bánh tại các địa phương em đã tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em ở Hà Nội thì sẽ là 1 tỷ 218 triệu, anh em ở Sài Gòn sẽ là 1 tỷ 207 triệu, anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 1 tỷ 198 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 1 tỷ 188 triệu. Chi phí lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn từ, từ rõ ràng. Em có thể kê lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Hyundai Santa Fe mới dầu và tiêu chuẩn này, anh em được vay ngân hàng tối đa là 960 triệu, tương đương với 85% giá trị xe. Trong thời gian vay tối đa là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Với gói vay 8 năm thì gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán cho em cụ thể như sau. Tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 16,7 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 10 triệu, lãi suất tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 6,7 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo với gói vay Toyota này chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau trường hợp anh em ở hà nội anh em cần chuẩn bị là 257 triệu anh em ở sài gòn anh em cần chuẩn bị là 246 triệu anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% anh em cần chuẩn bị là 238 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% anh em cần chuẩn bị là 227 triệu bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ cụ thể bảo hiểm thân vỏ của Hyundai Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn năm đầu tiên trị giá là 15,8 triệu và cuối cùng anh em cùng đến với chiếc Hyundai Santa Fe máy xăng bản tiêu chuẩn Giá bán cuối tháng 7 này cho anh em là 1 tỷ 030 triệu Về chương trình khuyến mại anh em cũng được tặng kèm những phụ kiện em có chia sẻ trên màn hình với giá bán như vậy, chi phí ra biển, lan bánh tại các địa phương em đã tính cho anh em cụ thể như sau Anh em ở Hà Nội thì sẽ là 1 tỷ 112 triệu Anh em ở Sài Gòn sẽ là 1 tỷ 102 triệu Anh em ở các tỉnh áp thì trước bạc 12% sẽ là 1 tỷ 093 triệu Và anh em ở các tỉnh áp thì trước bạc 10% sẽ là 1 tỷ 083 triệu Chi phí lớn mà anh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những chi phí cứng có hoa đơn chứng từ rõ ràng. Em có thể kê lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp trước Hyundai Santa Fe máy xăng bản tiêu chuẩn tại thời điểm này và áp dụng tại đại lý bên em, anh em được vay ngân hàng tối đa là 875 triệu, tương đương với 85% giá trị xe. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Với gói vay 8 năm thì gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán cho em. Cụ thể như sau tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán khoảng 15,2 triệu trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 9,1 triệu lãi suất tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán khoảng 6,1 triệu dư nợ sẽ nằm dần trong những tháng tiếp theo với gói vay tối đa này chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau trường hợp anh em ở hà nội thì anh em cần chuẩn bị là 237 triệu anh em ở sài gòn anh em cần chuẩn bị là 226 triệu anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% anh em cần chuẩn bị là 217 triệu và anh em mà có tỉnh áp thì trước bạn à 10% anh em cần chuẩn bị là 208 triệu bắt buộc anh em phải mua bản thân vỏ cụ thể bản thân vỏ của Hyundai Santa Fe máy xăng bản tiêu chuẩn năm đầu tiên trị giá là 14,4 triệu về nguồn cung hàng hóa của Hyundai Santa Fe tại thời điểm của tháng bài này hiện tại cũng không có xe ra ngoài cho anh em khi nào có lịch xe của nhà máy phân phối thì lúc đó mới biết được là xe gì về và bản nào về chính vì vậy anh em thực sự là có nhu cầu quan tâm chiếc Hyundai Santa Fe bản nào màu gì và anh em xem view của em tại thời điểm nào anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em em sẽ cập nhật cái kế hoạch xe tại thời điểm đó cho anh em trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chương trình bán hàng của Hyundai Santa Fe tại thời điểm của tháng 7 để anh em chạy ngô cảm ơn anh em đã xem video anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ em cũng như để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường ô tô tại Việt Nam nói chung cũng như ở chiếc Hyundai Santa Fe nói riêng em cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em